Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bái bạch chư tôn Thiền Đức Tăng Ni. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, thì hôm nay Huệ Thuận xin được chia sẻ cho quý vị với đề tài đó là thông tin hành lang. Sư Minh Đạo sẽ rời khỏi giáo hội Phật giáo Việt Nam để đi theo hành giả Minh Tuệ. Điều đây đúng hay sai? Xin thưa toàn thể quý vị, thì hôm nay là ngày 11 tháng 8 năm 2024 tại tu viện Minh Đạo Bà Rịa Vũng Tàu, sư Minh Đạo đã tổ chức lễ hội Vu Lan. Trong lễ hội Vu Lan của năm nay nó khác hoàn toàn với lại những năm khác. Sư Minh Đạo đã bận trọn vẹn cái bộ đồ y bá nạp, gọi là y phán tạo của y như là sư Minh Tuệ. Và đặc biệt là sư Minh Đạo có tư tưởng, hành động và lời nói chống đối với lại giáo hội. Đặc biệt thì lấy hình ảnh của sư hành giả Minh Tuệ mà đợi phỉ báng và có những lời nói đối với giáo hội. Nên con thiết nghĩ giáo hội Phật giáo Việt Nam tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có yêu cầu sư Minh Đạo rời khỏi giáo hội và tiếp tục theo thần tượng của mình, đó là hành giả Minh Tuệ. Tại vì hành giả Minh Tuệ ai mà theo và thần tượng của mình thì không có chùa chiền, chỉ đi bộ khất thực và ngủ ở nghĩa trang đó. Đừng có lấy cái cớ là còn phải nuôi tuổi trẻ, sức khỏe không được tốt. Hai điều này không nên lấy cớ đó. Và giáo hội Phật giáo Việt Nam tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu không nên chấp nhận có một vị sư mà thần tượng hành giả Minh Tuệ để chỉ trích lên những tu sĩ còn lại của giáo hội Phật giáo Việt Nam. Tuy Huệ Thuận đang ở Mỹ Quốc nhưng mà tâm hồn luôn hướng về giáo hội Phật giáo Việt Nam. Nên điều đây không thể nào chấp nhận được một vị sư mà tổ chức một cái đại lễ lớn, đại lễ báo hiếu tại chùa mình mà bận đồ y phán tạo, thì các Phật tử họ sẽ hiểu rằng đây là tu sĩ của Phật giáo Việt Nam còn bận đồ y phán tạo như vậy thì y như hành giả Minh Tuệ, chả khác gì. Nên là con thiết nghĩ là tất cả giáo hội phải làm việc trực tiếp và mời sư Minh Đạo ra khỏi tu viện Minh Đạo, đợi lấy lại tu viện Minh Đạo của giáo hội thì chùa là tài sản chung, đợi giao cho một vị đức độ hơn và theo giáo hội Phật giáo Việt Nam, chứ không phải theo tư tưởng và thăng tướng theo hành giả Minh Tuệ. Thì các vị Phật tử nào mà coi video clip này xin chia sẻ cho sư Minh Đạo, Huệ Thuận xin y cứ vào cuốn Một Liên Sám Pháp sẽ nói về tăng bảo là gì. Từ xưa tới giờ quý vị biết trong ba ngôi bí báo Phật, Pháp, Tăng, thì Phật thì không còn, Pháp là những lời giảng dạy của Đức Phật. Tăng bảo là cái vị, là những vị, là một đoàn thể tăng thanh tịnh mà sau khi Đức Phật nhập vào vô dư y Niết Bàn đã truyền, đã nói ngôi nhà chánh pháp này, gìn giữ và nói ngôi hơn 2.000 năm, 2.600 năm. Nhưng mà nay thì hành giả sư Minh Đạo đã muốn vứt bỏ ra khỏi đó, muốn gia nhập vào cái mà gọi là đạo Đầu Đà của một vị sư cũng khất sĩ 60 năm tuổi hạ ở bên Mỹ Quốc nói như vậy. Có lẽ là sự kích động và kêu gọi của sư hơn 60 tuổi này kêu sư Minh Đạo có thể là đi theo hành giả Minh Tuệ. Thì con nghĩ giáo hội Phật giáo Việt Nam tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu không nên chấp nhận có một vị sư mà bằng bộ đồ sắc phục đó trong cái đại lễ như vậy, rất là ảnh hưởng giáo hội. Có thể là kiến nghị giáo hội Phật giáo tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và cử một vị khác xuống để chăm non và đưa tinh thần của Phật giáo ngồi bản tự được lên những cái đại lễ. Không thể nào bản y phán tạo như vậy được. Bản y phán tạo là một hình thức đang chống phá với đạo Phật. Một người gìn giữ 250 giới mà đi đánh lễ và thần tượng một con người cư sĩ mà có những lời nói không đồng điệu và trước sau hợp hẳn với nhau,
Được Lê Thị Miễn đánh giá như là kiến thức của lớp 1. Thì hôm nay Huệ Thuận xin được nói cho sư Minh Đạo nghe, đợi cho sư Minh Đạo hiểu như thế nào là đúng, và sư Minh Đạo nên xếp y áo và y phấn tảo, cầm cái lõi cơm điện, nên đi theo hành giả Minh Tuệ càng sớm càng tốt, đừng nên ở lại tu viện Minh Đạo. Vì ông chỉ ở lại tu viện Minh Đạo thì chỉ làm một cái vết nhơ cho Phật giáo tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu mà thôi. Tăng bảo là gì? Là người thụ trì giới lực như pháp và tu hành, mở lòng từ bi, cứu khổ hết thảy, ba áo che thân, tu theo vạn hạnh, cũng như chư Phật tu hành Bồ Tát, trước độ chúng sanh sau mới thành Phật. Thế là tăng bảo. Quy y tăng bảo thì không đọ làm súc sanh, nên ông không thích tăng bảo nữa, ông chỉ thích cái hành nguyện của hành giả Minh Tuệ, thì nên theo những pháp môn của hành giả Minh Tuệ, chứ không phải theo chùa chiền mà cổ tăng bảo. Có thể là hành giả sư Minh Đạo nên theo pháp môn, tức là pháp môn đi khất thực và ngủ ở bụi cây, ngủ ở rừng, ngủ ở nghĩa địa nha. Minh Đạo chúng sanh thì ngu muội, Minh Đạo điên đảo mê lầm, không tin tăng bảo, không biết quy kính, lại còn kiêu ngạo, sinh lòng phỉ báng. Bởi thế cho nên xa vào ba đường vòng quanh sáu ngã, đắm chìm bể khổ mãi mãi vô cùng. Nếu có những thiện nam tín nữ mở lòng bồ đề, quy y tăng bảo, thì diệt được tội mà phúc lành tăng trưởng. Đó quý vị, quy y Phật thì bắt đọa địa ngục, quy y Pháp bắt đọa ngạ quỷ, quy y tăng bắt đọa vào bàn sanh. Hành giả tu sĩ Minh Đạo đã bỏ tăng bảo mà chạy theo hành giả Minh Tuệ, tức là ông đang đi từ sáng mà đi vào tối, nên ông phải trả lại y bát và xin được xả giới 250 giới tỳ kheo để đi theo hành giả Minh Tuệ, để đi theo cái hạnh đầu đường của hành giả Minh Tuệ. Ông không xứng đáng là một nhà sư của giáo hội Phật giáo Việt Nam, ông chỉ xứng đáng là một cư sĩ nói theo cái hạnh đầu đường của hành giả Minh Tuệ. Nên Huệ Thuận một lần nữa xin khuyên sư Minh Đạo đắp y hoàn toàn của sư Minh Tuệ và bước chân ra khỏi chùa để đi theo sư Minh Tuệ, đừng để làm ô uế hình ảnh chư tăng đẹp của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. A Di Đà Phật. Kính nguyện các Phật tử chia sẻ này đến sư Minh Đạo, và sư Minh Đạo mong muốn rằng một ngày sớm nhất đi theo hành giả Minh Tuệ để tu pháp môn mà ông cho là đúng nhất trong cuộc đời của ông. Ông đã nhiều lần, nhiều đêm trường, ông phá đi những cái truyền thống của Đạo Phật từ xưa cho tới giờ. Từ xưa cho tới giờ Đạo Phật có ai mà nhập thất mà vẫn mê y, nhập thất mà vẫn live stream, nhập thất mà vẫn thuyết pháp, mặc phát nhập thất mà vẫn cho cộng đồng mạng Phật giáo Việt Nam xem được hình ảnh ông ca ngợi và ông tô điểm, ông chụp hình, ông thờ tự, ông treo ảnh của sư hành giả Minh Tuệ như vậy. Điều đó ông đang đi lại chủ trương và ông đang chống đấu lại giáo hội Phật giáo Việt Nam. Xin thưa ông Huệ Thuận, tôi kêu gọi sư Minh Đạo xin bước ra khỏi chùa và bắt đầu cuộc hành trình đi bộ như sư hành giả Minh Tuệ. Kính ông Liễu Chi biết những điều này để bắt đầu trả lại cái ngôi tự viện tu viện Minh Đạo cho giáo hội, để giáo hội tiếp tục cử các vị tăng khác về để quản lý. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chúc ông Minh Đạo hành giả Minh Tuệ trí tuệ thì sáng suốt, nhận đâu ra đâu chơi chân và đâu là thật, đâu là một sự âm mưu, đâu là thật, để tu tiếp tục để giải thoát trên con đường giác ngộ của mình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tất đại chứng minh.